Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học cái bài đầu tiên của chương trình lý thuyết sinh học phân tử, đó chính là bài sao chép ADN. Mục tiêu của bài học thứ nhất á, là sau khi học bài này các bạn cần phải trình bày được cấu trúc của phân tử ADN và vai trò của phân tử ADN chính là vật liệu di truyền của tế bào. Mục tiêu thứ hai là hiểu và trình bày được quá trình sao chép ADN ở cái tế bào prokaryote và tế bào eukaryote. Thì đây thầy giải thích luôn cho các bạn, một số bạn nào chưa biết đó. Thì tế bào prokaryote hay còn gọi là tế bào nhân sơ, tức là trong cấu trúc của tế bào của nó đó, nó chưa có một cái màng nhân hoàn chỉnh, hay nói cách khác là nó chưa có cái nhân hoàn chỉnh. Còn tế bào eukaryote hay mình còn gọi nó là tế bào nhân thực, thì trong cấu tạo tế bào nó đã có màng nhân hoàn chỉnh rồi, nó có một cái bào quang gọi là nhân để bảo vệ ADN ở bên trong. Mục tiêu thứ ba là mô tả được quá trình sửa chữa ADN. Đầu tiên mình vào phần đại cương. Năm 1869 á, thì người ta đã bắt đầu chiết được bên trong tế bào, đã có một cái phân tử nó mang tính axit và người ta đặt tên cho nó gọi là axit nhân hay gọi là axit nucleic. Thì hiện nay đó người ta đã biết được rồi, ADN còn gọi là DNA, nếu mà viết theo kiểu tiếng Anh là DNA. Thì ADN chính là chất liệu di truyền của sự sống. Cấu trúc của nó thì các bạn biết nó là một cái chuỗi sắn kép như thế này, cấu tạo bởi bốn loại nucleotide là ATGC. Tuy nhiên lúc mới ban đầu khi nghiên cứu á, người ta không có biết được á, rõ ràng ADN nó có phải là phân tử di truyền của sự sống hay là không, hay nó là phân tử protein. Người ta cũng đặt ra giả thuyết thôi, người ta nghĩ rằng á, do protein nó có cấu trúc phức tạp hơn rất là nhiều. Cấu tạo của protein nó là được cấu tạo bởi 20 loại amino acid khác nhau, trong khi cấu tạo của ADN các bạn học phổ thông biết rồi, mình thấy là nó chỉ cấu tạo từ 4 loại nucleotide thôi, là ATGC thôi. Như vậy người ta nghĩ là protein có cấu trúc phức tạp hơn, như vậy nó có thể là cái phân tử lưu giữ những thông tin di truyền và truyền cho các thế hệ sau của tế bào. Thì người ta nghĩ vậy thôi mà không biết đúng hay không, do đó người ta mới làm một cái thí nghiệm như thế này. Người ta thực hiện thí nghiệm trên chuột, người ta sẽ tiêm cái loại vi khuẩn vào con chuột. Và cái loại vi khuẩn người ta thử nghiệm là Streptococcus pneumonia. Thì ở cái loại này nó có hai dạng, một là dạng S. Dạng S đó là cái dạng có vỏ bao và nó có độc lực. Còn dạng R của con vi khuẩn này thì nó không có cái vỏ bao và nó không có độc. Nhưng để hiểu được thí nghiệm này các bạn phải biết là cái độc tính này nè là do protein nó quy định. Cái con vi trùng dạng S này nè, nó có cái protein gây độc nằm ở trên vỏ bao, do đó nó sẽ làm cho con chuột chết nếu mà con chuột nó được tiêm phải cái vi trùng dạng S này. Và người ta lần lượt làm 4 cái thí nghiệm sau nha. Thí nghiệm thứ nhất, người ta sẽ lấy con vi trùng S, người ta tiêm vào con chuột thì kết quả là chuột chết. Cái này mình cũng dễ hiểu thôi, tại vì con vi trùng S nó có độc mà, nó có vỏ bao có độc mà, thì tiêm vào chuột chết. Thí nghiệm thứ hai là con vi trùng R này nè, người ta lấy người ta tiêm vào con chuột thì thấy con chuột nó không có chết. Thì cái thí nghiệm thứ hai này cũng rất là dễ hiểu, tại vì cái con vi trùng R nó không có vỏ bao, không có cái protein gây độc, do đó con chuột nó sẽ không có bị chết khi mà mình tiêm cái con vi trùng R này vào. Thí nghiệm thứ ba, người ta lấy cái con vi trùng S này đun nóng rồi, người ta mới tiêm vào con chuột thì thấy chuột nó cũng vẫn còn sống, nó không có chết. Thì cái này giải thích như thầy mới nói đó, khi đun nóng lên thì cái protein gây độc đó, nó bị biến tính, nó mất hết hoạt tính, nó không còn khả năng gây độc nữa. Thí nghiệm thứ tư là người ta lấy cái con vi trùng S, người ta cũng đun nóng cho nó chết đi, rồi người ta mới trộn nó với con vi trùng R còn sống, và người ta nuôi cái hỗn hợp này sau 1-2 thế hệ gì đó, và người ta mới tiêm vào con chuột thì lúc này người ta thấy con chuột nó chết. Vậy gì thì mình giải thích cái thí nghiệm này như thế nào? Rõ ràng á, cái con vi trùng S này khi mình đun chết rồi thì cái protein gây ra cái độc tính á, nó bị hủy rồi, nó bị phá hủy, nó không còn gây độc nữa, tức là nó không còn độc nữa. Con vi trùng R này bản thân nó cũng không có độc luôn, nhưng mà trộn hỗn hợp hai này lại với nhau và nuôi cấy cho nó phát triển sau 1-2 thế hệ thì nó lại sinh ra độc tính và nó làm chết chuột. Rõ ràng thì qua thí nghiệm này mình có một vài kết luận sau đây. Thứ nhất á, là cái protein nó không phải là cái phân tử mà nó chứa các thông tin di truyền. Tại vì sao có thể kết luận như vậy? Tại vì rõ ràng các bạn thấy nè, cái con vi trùng S mình đã đun nóng nó chết rồi là protein nó bị hủy rồi, có nghĩa là độc tính nó đã mất rồi. Nhưng sau khi mình nuôi cấy chung với con vi trùng R qua cái thế hệ sau thì độc tính nó lại còn, thì có nghĩa là protein nó còn hay là không còn gì đó nó cũng không quan trọng. Nó cũng không quan trọng cho cái việc di truyền. Rồi, cái kết luận thứ hai là cái gì? Kết luận thứ hai đó thì sau khi protein đã bị phá hủy rồi nhưng mà cái độc tính này nè nó vẫn truyền cho các cái thế hệ sau của cái con vi khuẩn Streptococcus pneumoniae này.
Vậy thì cái vật liệu di truyền đây là gì? Ban đầu mình chỉ nghi ngờ là protein hay là ADN thôi. Giờ mình đã loại được rồi, nó không phải là protein rồi. Vậy thì mình nghi ngờ rõ ràng cái vật liệu di truyền chính là ADN. Sau đó người ta mới làm thí nghiệm tiếp theo các bạn. Thì cho cái acid nucleic đó, nó có hai cái loại phân tử nha các bạn. Một là ARN, hai là ADN. Hai cái này đều là acid nucleic hết. Vậy thì hai cái phân tử này nó bền với nhiệt hơn so với protein. Các bạn đun nóng bình thường lên á, khoảng trên 40 độ, 42 độ á, là protein nó bị biến tính, nó mất hết hoạt tính rồi. Nhưng mà ADN, ARN thì nó vẫn còn giữ nguyên hoạt tính. Rồi khi các bạn đun nóng như vậy đó, chỉ loại được cái trường hợp protein là nó di truyền thôi. Còn ARN hay ADN á, thì mình chưa có loại được khả năng. Mình không biết phân tử nào mới là phân tử mang thông tin di truyền. Do đó, người ta mới tìm cách chiết lấy cái hỗn hợp acid nucleic ra. Thì trong hỗn hợp acid nucleic đó thì các bạn thấy nó vừa có ADN vừa có ARN luôn. Mình lấy cái hỗn hợp đó mình chia ra là để mà làm hai thí nghiệm khác nhau. Thí nghiệm thứ nhất mình sẽ xử lý cái hỗn hợp này với cái RNA, tức là cái enzyme thủy phân ARN. Như vậy sau cái bước này nè thì cái hỗn hợp này chỉ còn lại ADN thôi. Chỉ còn lại ADN thôi, mình mới trộn cái hỗn hợp còn ADN này nè với cái con vi trùng R. Và mình nuôi cấy lên, mình nuôi cấy sau một vài thế hệ thì thấy là nó xuất hiện cái con có màng bao, hay mình còn gọi nó là dạng S, tức là cái chủng có độc tính. Như vậy thí nghiệm đầu tiên này kết luận được gì? ARN đã bị hủy rồi, chỉ còn ADN thôi, cái độc tính nó đã truyền được cho thế hệ sau. Thí nghiệm thứ hai cũng là hỗn hợp ARN ADN đó, mình xử lý nó với DNA, tức là enzyme làm thủy phân làm phá hủy ADN. Thì sau cái bước xử lý này mình chỉ còn lại ARN thôi. Và mình lấy hỗn hợp ARN, cái dung dịch chứa ARN này nè, trộn với con vi trùng R. Nuôi cấy thì không thấy cái con vi trùng có màng bao nào nó phát triển nữa. Thì thí nghiệm này mình thấy sao? Còn lại ARN nhưng không có di truyền cái độc tính cho cái thế hệ sau. Như vậy từ các cái thí nghiệm trên các bạn thấy là gì? ADN mới là cái nhân tố biến nạp. Biến nạp là gì thì các bạn sau thầy sẽ nói biến nạp nha. Nhưng mà ở đây các bạn biết là gì? ADN nó chính là cái phân tử mang tín hiệu di truyền và nó truyền cho thế hệ sau. Không phải là ARN, cũng không phải là protein. Năm 1947 á, thì Sharp đã phát hiện ra cái cấu tạo của phân tử ADN. Thì cái này các bạn học hồi phổ thông hết rồi nha. ADN được cấu tạo bởi 4 loại nucleotide, đó chính là A, T, G, C, tức là adenine, thymine, guanine và cytosine. Tỷ lệ phần trăm là như thế này. Thì này các số, những con số cho các bạn tham khảo thôi, chứ cô không cần phải nhớ làm gì. Nhớ giúp thầy đó là 4 cái nucleotide cấu tạo nên ADN là adenine, thymine, guanine và cytosine. Là adenine nó sẽ kết hợp với thymine, còn guanine kết hợp với cytosine. Kết hợp như thế nào lát thầy nói sau nha. Nhưng mà vì kết hợp này nè thì các bạn sẽ thấy là A nó sẽ bằng với T. Các bạn thấy tỷ lệ không? A là nó sẽ tương đương với T, G nó sẽ bằng với C. Ở đây là bằng, ở đây thầy nói là về mặt số lượng á. Rồi, kết hợp là như thế nào? A nó sẽ kết hợp với T theo nguyên tắc bổ sung. Nguyên tắc bổ sung tức là nó sẽ hình thành hai liên kết hydro giữa A với T. Còn cái cặp GC này nè, nó sẽ liên kết với nhau bằng 3 liên kết hydro. Rồi, sau đó thì Rankin đã dùng cái kỹ thuật phân tích tán xạ TX để chụp hình tinh thể ADN. Rồi, tiếp theo đó nữa thì cái cấu trúc của ADN, cấu trúc của ADN được người ta phát hiện nó là cấu trúc chuỗi sắn kép. Rồi về học thuyết trung tâm thì các bạn thấy nè, các cái gen sẽ điều khiển quá trình tổng hợp protein. Thì các bạn thấy á, gen là cái gì? Gen là một đoạn của phân tử nằm ở trên phân tử ADN. ADN thì lát nữa mình sẽ học kỹ hơn. Thì gen là một đoạn ở trên phân tử đó và nó điều khiển các quá trình để mà tổng hợp protein. Protein là cái phân tử thực hiện các cái chức năng của tế bào. ADN là cái phân tử lưu giữ những thông tin di truyền quy định ra những cái chức năng của protein thôi. Còn cái phân tử trực tiếp đi thực hiện cái chức năng á, đó chính là phân tử protein. Vậy thì cái quy trình nó diễn ra như thế này. ADN á, nó sẽ tự sao chép với nó. Cái mũi tên cong cong màu cam này nè, mình gọi nó là quá trình sao chép ADN. Và đây chính là quá trình hôm nay mình học. Thì quá trình sao chép này, cái nguyên liệu, cái khuôn mẫu ban đầu á, là ADN. Sản phẩm của quá trình sao chép cũng là ADN luôn. Và enzyme chịu trách nhiệm chính á, cho cái quá trình này là enzyme ADN polymerase. Cái bài tuần sau mình học á, chính là cái bài phiên mã. Tức là cái khuôn mẫu là ADN.
sản phẩm của quá trình phiên mã nó chính là ARN, ARN thông tin. Và cái enzyme chịu trách nhiệm chính đó chính là enzyme ARN polymerase. Bài thứ ba mình sẽ học về cái bài dịch mã. Dịch mã chính là cái quá trình ha, đọc và chuyển thông tin từ cái khuôn mẫu ARN thông tin tạo ra cái sản phẩm của quá trình dịch mã, đó chính là protein. Và cái cơ quan để thực hiện cái quá trình tổng hợp protein này chính là ribosome. Rồi mình đi vào cái mục tiêu chính đầu tiên của cái bài ngày hôm nay, đó chính là cấu trúc của phân tử ADN. Như vậy ADN có cấu trúc sắn kép với các cái vòng sắn này á, đều có chiều dài là 3,4 nanomet, tức là khoảng 34 ngăn trong. Và khoảng cách giữa các nucleotide đó chính là 0,34 nanomet. Đường kính của vòng sắn này là khoảng 2 nanomet. Và các bạn thấy nè, cái sắn kép này á, thì ở đây người ta có ghi là 5, rồi cái đầu bên đây là 3, cái mạch còn lại á, cái mạch còn lại ha, sắn kép thì nó phải có hai mạch mà đúng không? Thì cái mạch còn lại nó sẽ có cái chiều ngược lại nha, này hồi phổ thông các bạn học rồi. Nếu như cái mạch này có chiều là 5,3 thì cái mạch bổ sung với nó là sẽ có cái chiều ngược lại 3,5. Và hai mạch này nè, hai mạch này nó sẽ liên kết với nhau ha, liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung. Nguyên tắc bổ sung tức là sao? Tức là C nó sẽ liên kết với G bằng 3 liên kết hydro, A liên kết với T bằng 2 liên kết hydro, và cứ như vậy các nucleotide trên hai mạch nó sẽ liên kết với nhau bằng liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung để tạo ra một cái chuỗi sắn kép như cái hình mà các bạn được xem. Các bạn thấy đây là cấu trúc mỗi nucleotide. Lát thầy sẽ nói kỹ cái chỗ này cho các bạn. Thì T với A nó sẽ liên kết với nhau bằng 2 liên kết hydro. Còn G với C là liên kết với nhau bằng 3 liên kết hydro. Giờ mình sẽ đi cụ thể vào cấu trúc của từng nucleotide là gì. Như các bạn xem hình bên đây các bạn thấy rồi đó. ADN mình cấu trúc bởi hai mạch. Hai mạch, mỗi mạch đều là các nucleotide. Nucleotide các bạn sẽ thấy nó có 3 phần ha. Một cái phần nè, đây nhóm phosphat, rồi phần đường và phần base emitter. Mỗi nucleotide nó gồm 3 phần này. Thì trên mỗi một mạch nè, nó sẽ liên kết với nhau để tạo thành một mạch. Và hai mạch như vậy ha, nó sẽ liên kết với nhau bằng liên kết hydro. Mình sẽ đi vào cụ thể coi từng nucleotide nó cấu tạo như thế nào. Thì mỗi một nucleotide nè, các bạn sẽ thấy nó cấu tạo bởi 3 phần, đó chính là cái phần base emitter. Base emitter là cái khung bên đây. Là cái khung này nè. Thành phần thứ hai là đường deoxyribo. Đường ribo thì có 5 carbon. Và thành phần thứ ba, cái cục vàng này đó chính là cái nhóm phosphat. Thì các nucleotide ở trên cùng một mạch nó sẽ liên kết với nhau bằng cái liên kết giữa cái nhóm phosphat của cái nucleotide này với lại cái phần đường của cái nucleotide kia. Giữa cái nhóm phosphat của nucleotide này với lại cái đường của cái nucleotide trên kia để nó tạo thành một chuỗi. Và hai mạch đó thì sao? Hai chuỗi thì sao? Nó sẽ liên kết với nhau bằng liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung. Ở đây có những cái khái niệm mà các bạn hay nhầm lẫn á, là nucleotide á, thì cũng có 4 cái là A, T, G, C. Còn base emitter thì nó cũng là 4 cái là A, là T, là G, là C thôi. Như vậy thì sao? Vì sao mà có sự trùng hợp như vậy? Tại vì các bạn thấy là các nucleotide khác nhau á, thì nó chỉ khác nhau ở cái phần base emitter này thôi. Tức là cái phần nhóm phosphat và cái phần đường deoxyribo này nè, ở các cái nucleotide khác nhau á, là nó cũng y chang nhau thôi, không khác gì trơn á. Nó chỉ khác nhau ở cái vị trí base emitter. Ở base emitter mình có 4 loại base emitter cấu tạo trong cái ADN, đó chính là adenine, thymine, rồi cytosine, rồi guanine. Chính vì nó chỉ khác nhau chỗ cái base emitter này nè, do đó người ta lấy tên của base emitter đặt tên cho nucleotide luôn. Do đó các bạn phải hiểu chỗ này ha, để tránh cái sự nhầm lẫn. Rồi còn cái 4 cái này bên dưới nè, này là về mặt hóa học thôi. Cái 3 giờ mà thymine với lại cytosine mình còn gọi là 3 giờ nhỏ, tại vì cái khung chính của nó là cái khung pyrimidine, chỉ có cái vòng 6 cạnh thôi, chứa hai dị tố tức là nitơ đó. Còn cái 3 giờ nitơ là adenine và guanine, mình còn gọi là 3 giờ lớn, tại vì cái khung của nó là cái khung purin, gồm một cái vòng 5 cạnh tương tự với một vòng 6 cạnh. Rồi mỗi một chuỗi polynucleotide đó có cấu tạo từ 4 loại nucleotide, đó chính là A, G, T, G, C. Cái này thì nói rồi ha. Các nucleotide trên cùng một mạch, các bạn lưu ý nha, các nucleotide trên cùng một mạch đó thì nó được nối với nhau bằng liên kết phosphodiester.
polymer. Đây là cái hình trên cùng một mạch nè, hình một mạch nè. Đây là nucleotide thứ nhất, đây là nucleotide thứ hai, đây là nucleotide thứ ba. Đó, mà thấy chưa? Vậy thì các nucleotide này nè, nó nối với nhau trên cùng một mạch bằng liên kết giữa cái phần đường deoxyribo của nucleotide đằng trước với cái nhóm phosphate của nucleotide đằng sau, giữa cái đường của cái nucleotide đằng trước và cái nhóm phosphate của nucleotide đằng sau. Và cái liên kết này nè gọi là liên kết phosphodiester. Và nó liên kết nó có định hướng nha. Các bạn thấy nè, định hướng là gì? Thì mỗi một mạch thì nó sẽ có hai đầu đúng không? Thì một đầu nào đó nó sẽ còn một cái nhóm phosphate tự do, nó chưa tham gia vào cái liên kết phosphodiester. Thì cái đầu này nè, mình gọi nó là cái đầu 5 phẩy. Rồi cái đầu còn lại của mạch á, cái đầu còn lại của mạch á thì nó còn một cái nhóm OH tự do chưa tham gia liên kết phosphodiester. Thì cái đầu này gọi là cái đầu 3 phẩy. ADN là một chuỗi sắn kép gồm hai sợi đơn nó kết hợp với nhau nhờ cái liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung á, các bạn biết rồi. A liên kết với T bằng 2 liên kết hydro, còn G liên kết với C bằng 3 liên kết hydro, tạo thành một cái cấu trúc là hai sợi đối song song như thế này. Đây là một mạch nữa, các bạn thấy là đầu 5 phẩy, đầu 3 phẩy, nhóm phosphate tự do ở đầu 5 phẩy, nhóm OH tự do ở đầu 3 phẩy. Thì cái mạch bổ sung với nó, thì cái chiều nó sẽ ngược lại. Đây là chiều 3 phẩy nè, các bạn thấy chưa? Còn đây là chiều 5 phẩy, cái nhóm phosphate tự do. Rồi hai mạch như này nè, nó liên kết với nhau bằng liên kết gì? Liên kết hydro. Và liên kết này phải theo nguyên tắc bổ sung nha. Tức là A liên kết với T, cái phần 3 giờ đó, 3 giờ nitơ đó, bằng 2 liên kết hydro. Còn G liên kết với C bằng 3 liên kết hydro. Tiếp theo mình sẽ qua nội dung là quá trình sao chép của ADN. Tức là cái quá trình nó biến từ một phân tử ADN thành hai phân tử ADN con. Từ cái gốc á, là một phân tử ADN mẹ. Sau cái quá trình sao chép nó sẽ tạo thành hai phân tử ADN con. Và đặc điểm là gì? Là trình tự các nucleotide ở trên các cái phân tử ADN con đó là nó sẽ hoàn toàn giống với nhau và giống với trình tự của phân tử ADN mẹ ban đầu. Thì đó mới là sao chép nha. Và cái quá trình sao chép này nè, thầy sẽ yêu cầu các bạn nhớ 8 cái thành phần tham gia vào cái quá trình sao chép này. Có nhiều chất lắm nhưng mà thầy yêu cầu các bạn mình nhớ 8 chất thôi. Như vậy về quá trình sao chép ADN á, thì người ta thấy là gì? Khi mà cái quá trình sao chép diễn ra đó thì hai mạch đơn ha, tức là một phân tử ADN nó gồm hai mạch liên kết với nhau tạo thành một cái chuỗi sắn kép đó. Thì khi sao chép thì cái hai mạch đơn này nè nó mới tách nhau ra. Tách nhau ra, bình thường nó liên kết với nhau bằng liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung đó, nhưng khi tới sao chép, tới quá trình sao chép xảy ra thì hai mạch này nó sẽ tách ra làm trở thành hai mạch đơn. Và mỗi một mạch đơn nó sẽ làm khuôn để mà tổng hợp cái mạch mới. Cụ thể các bạn nhìn hình, đây là phân tử ADN ha, một cái chuỗi sắn kép. Khi quá trình sao chép xảy ra thì cái này nó tách ra, tức là liên kết hydro giữa hai mạch này sẽ bị cắt đứt để nó tách ra thành hai mạch đơn. Và mỗi một mạch đơn nó sẽ làm khuôn để tổng hợp các cái mạch mới. Tức là nó sẽ lấy các nucleotide tự do có sẵn trong môi trường rồi đó, nó sẽ lấy và nó sẽ gắn vào theo nguyên tắc bổ sung. Ví dụ như đây là G thì nó sẽ lấy nucleotide là C gắn vào. Cái này là A thì nó sẽ lấy nucleotide T gắn vào. Cái này là T thì sẽ lấy nucleotide A gắn vào. Đó, tương tự mình sẽ được cái hình bên đây. Mạch bên đây cũng vậy, mạch bên đây sẽ làm khuôn để tổng hợp ra cái mạch mới bổ sung của chính nó. Và cuối cùng mình sẽ được hai cái phân tử ADN con. ADN con này nó có trình tự các nucleotide này nè, là nó hoàn toàn giống nhau và nó giống với phân tử ADN mẹ ban đầu. Đó là cái mà mình đã học hồi phổ thông là mình biết rồi ha. Nhưng mà bây giờ lên đại học thì mình học kỹ hơn xíu. Tức là trước đây khi mà người ta chưa có biết cái quá trình sao chép ADN nó diễn ra như thế nào thì người ta sẽ đặt ra ba cái giả thuyết. Người ta đặt ra ba giả thuyết về cái quy luật sao chép của ADN. Thì ba giả thuyết đó chính là giả thuyết bán bảo tồn, giả thuyết bảo tồn và giả thuyết phân tán. Hiện tại thì mình biết cái giả thuyết bán bảo tồn này là đúng rồi nè, là đúng rồi. Nhưng mà lúc người ta chưa biết thì người ta mới đặt giả thuyết để người ta làm thôi. Cái nào đúng thì người ta ghi nhận lại, còn cái nào sai thì người ta loại bỏ đi. Vậy thì giả thuyết sao chép ADN theo nguyên tắc bán bảo tồn là gì? Là cái nãy giờ thầy nói, khi sao chép ADN từ cái sợi kép, sợi đôi nó sẽ tách ra thành hai sợi đơn. Và mỗi sợi đơn thì sao? Nó sẽ làm cái khuôn mẫu để mà tổng hợp cho cái mạch
bổ sung với chính nó. Đây là một chu kỳ, sang chu kỳ thứ hai thì cũng vậy. Từ mỗi một cái này nó lại tách ra, tách ra đúng chưa? Và có một mạch làm khuôn và một mạch là mới, mới hoàn toàn. Còn giả thiết bảo tồn là sao? Giả thiết bảo tồn là người ta phát biểu thế này. Từ cái phân tử ADN mẹ này nè, sau quá trình sao chép thì kết quả là gì? Phân tử ADN mẹ vẫn còn giữ nguyên. Phân tử ADN con được hình thành nó có cấu trúc, nó có cái trình tự các nucleotide cũng giống hoàn toàn cái trình tự nucleotide trên phân tử mẹ thôi. Nhưng hai mạch này nè là hai mạch hoàn toàn mới. Đó chính là giả thiết bảo tồn. Qua chu kỳ thứ hai cũng vậy ha. Đó, cái này vẫn giữ lại, cái này mạch này là mới. Cái này thì vẫn giữ lại, còn cái này là mới hoàn toàn. Đó, sau cái chu kỳ sao chép thứ hai. Giả thiết thứ ba là giả thiết phân tán. Tức là sao? Tức là từng đoạn trên phân tử ADN mẹ nó sẽ được chia ra cho các cái phân tử ADN con. Nó cứ chia đều, chia nhỏ ra dần. Mình gọi nó là cái giả thuyết phân tán. Vậy thì ba cái giả thuyết này nè, thì giả thuyết nào mới là đúng? Như vậy người ta mới làm thí nghiệm như sau. Người ta sẽ làm thí nghiệm trên con E. coli nhé các bạn. Người ta lấy con vi khuẩn E. coli đó, người ta nuôi cấy nó trong môi trường chỉ có nitơ 15. Nitơ bình thường số khối là 14, các bạn biết rồi ha. Cái dạng bền của nó đó, dạng thông dụng nhất là 14. Ở đây người ta nuôi cấy trong môi trường chỉ chứa nitơ 15 thôi, tức là nó cũng là nitơ đó, nhưng mà nó có số khối là 15, nó nặng hơn 14 xíu. Rồi, nuôi qua rất là nhiều chu kỳ. Để chi? Để cái bộ gen, cái ADN của con E. coli này nè, chỉ chứa nitơ 15 thôi, chỉ chứa nitơ 15. Và người ta lấy con E. coli mà có ADN chỉ chứa nitơ 15 này nè, người ta mới làm thí nghiệm. Rồi, sau khi có cái con E. coli mà bộ gen chỉ có nitơ 15 này, rồi đó, thì người ta mới chuyển sang môi trường nuôi cấy chỉ chứa nitơ 14. Và người ta nuôi cấy sau 20 phút, tức là một cái chu kỳ nhân đôi của con E. coli đó. Thì các bạn biết rồi, khi con E. coli nó nhân đôi thì ADN của con E. coli đó nó cũng sẽ được nhân đôi và nó truyền cho hai cái tế bào con của nó thôi. Như vậy chu kỳ nhân đôi của con E. coli thì khoảng là 20 phút. Như vậy sau 20 phút á, người ta lấy con E. coli đó, người ta chiết tách ADN và người ta ly tâm để người ta sẽ xác định trọng lượng của ADN nó là như thế nào. Rồi sau 40 phút, tức là sau một chu kỳ thứ hai đó, thì người ta lại lấy ra, người ta lại chiết tách ADN của nó và người ta ly tâm để xem cái trọng lượng của nó là như thế nào, thì được kết quả như cái hình bên đây. Rồi sau 20 phút nè, thì các bạn thấy ly tâm thì sao? ADN á, nó nằm ở một cái băng ngay giữa. Các bạn biết á, nếu mà ADN của mình á mà nó là 14 hết á, thì nó nhẹ, đúng không? Nó mà là 14 hết thì nó nhẹ, nó sẽ nằm ở trên đây. Còn nếu mà ADN nó là nitơ 15 hết, nó nặng, thì nó sẽ chìm ở đây, nó sẽ chìm ở dưới đấy. Còn đằng này á, sau 20 phút thì sao? Thì nó chỉ có một băng nằm ngay chính giữa thôi. Như vậy sau một cái chu kỳ thí nghiệm, sau một chu kỳ này nè, mình đã loại bỏ được cái giả thuyết nào rồi các bạn? Quay lại hình này nha. Mình đã loại bỏ được cái giả thuyết là bảo tồn rồi, đúng không? Loại bỏ được giả thuyết bảo tồn. Tại vì nếu giả thuyết bảo tồn mà đúng á, thì phải có hai cái loại phân tử ADN khác nhau. Một cái là 15, một cái là 15 nặng chìm dưới đáy, một cái là 14 nó nổi lên trên, đúng không? Còn đằng này á, cái kết quả nó chỉ là một cái nào đó nằm ở giữa thôi. Nó không phải là nhẹ nằm trên mà cũng không phải nặng nằm dưới. Như vậy mình đã loại bỏ được giả thuyết bảo tồn. Giờ mình không xét trường hợp này nữa. Vậy thì mình có loại bỏ được giả thuyết bán bảo tồn không? Giả thuyết bán bảo tồn thì cái này là một mạch nặng, mạch nhẹ. Một mạch nhẹ thì nó nằm giữa, đúng rồi. Cái này cũng vậy luôn, không loại bỏ được. Rồi giả thuyết phân tán thì nó có sai, có loại bỏ được chưa? Cũng chưa luôn. Tại vì á, nó cũng có một đoạn nặng, đoạn nhẹ, nó xen kẽ nhau. Do đó thì nó cũng sẽ nằm ngay giữa thôi. Do đó mình không có loại được. Thì sau chu kỳ thứ hai kết quả là gì? Nó tách ra một băng nằm ngay giữa, nằm ở giữa, không phải là 15 nha, và một cái là 14 nằm ở trên, ở 15 không có. Thì như vậy cái này nè, sau chu kỳ thứ hai mình loại thì bỏ được cái giả thuyết nào các bạn? Quay trở lại nha. Đây, một băng ở giữa, giả thuyết bán bảo tồn đây, băng ở giữa là khoảng 14.5, đúng không? Là của hai cái này. Cái băng ADN nằm vị trí trên là ADN nhẹ. Là hai cái này là hợp lý, không có bỏ được giả thuyết này. Còn giả thuyết phân tán thì sao? Do giả thuyết phân tán mình định nghĩa là gì? Phân tử ADN mẹ bắt đầu nó sẽ
nó sẽ truyền cho các cái phân tử con, phân tử ADN con từng cái đoạn của trên nó ra, nó phân tán, nó chia đều qua cho các thế hệ sau. Do đó cái kích thước nó sẽ nhẹ dần, và kích thước của nó là tương đương là bằng nhau, đúng chưa? Mà nó bằng nhau vậy á, thì nó sẽ nằm ở yên một chỗ, đúng không? Vậy thì nếu giả thiết phân tán mà nó đúng á, thì nó phải là kết quả như thế nào? Kết quả nó phải là như thế này nè, các bạn nhìn hình chỗ này nha. Thì ADN nó sẽ phân nằm ở đây, tức là nó nhẹ hơn cái chu kỳ thứ nhất, nhưng mà nó vẫn còn nặng hơn 14 xíu, nó chỉ nằm ở cùng một vị trí thôi. Còn đằng này cái kết quả thí nghiệm của mình nó sẽ được hai băng như thế này, một băng ở giữa và một băng ở chỗ vị trí là 14. Như vậy sau cái thí nghiệm này thì các bạn sẽ thấy là gì? Người ta mới kết luận được là ADN sao chép theo cái quy luật bán bảo tồn. Quy luật bán bảo tồn là gì? Thầy nhắc lại nha. Đây, quy luật bán bảo tồn là gì? Là ADN mẹ khi tới quá trình sao chép nó sẽ tách ra thành hai sợi đơn, từ cái sợi kép, từ sợi đôi đó tách ra thành hai sợi đơn, và mỗi một cái sợi đơn này nè nó sẽ làm khuôn để tổng hợp mạch mới. Tổng hợp bằng cách là lấy nucleotide tự do tới gắn vào cái mạch khuôn đó theo nguyên tắc bổ sung. Và kết quả là gì? Tạo ra hai phân tử ADN con. Hai phân tử ADN con này nè có trình tự các nucleotide nó sẽ hoàn toàn giống nhau và giống với phân tử ADN mẹ. Đồng thời trong phân tử ADN con này các bạn thấy là sao? Nó có một mạch là của ADN mẹ và một mạch mới được tổng hợp. Đó chính là cái quy luật bán bảo tồn trong sao chép ADN. Đây các bạn thấy nè, ADN mẹ đúng không? Khi sao chép thì nó sẽ tách ra để làm khuôn, cái mạch đỏ đỏ nè làm khuôn để tổng hợp ra mạch mới. Thì bên đây cũng vậy, và kết quả là ADN mới được hình thành, nó có một mạch của mẹ và một mạch mới được tổng hợp. Rồi, như vậy sau các thí nghiệm đó các bạn đã thấy được là gì? Cái quá trình sao chép ADN đó là sẽ diễn ra theo cái quy luật là bán bảo tồn. Mỗi phân tử con chỉ mang một sợi mới, và một sợi là cái sợi gốc được dùng làm khuôn của cái phân tử ADN mẹ đó. Và cái quá trình sao chép ở tế bào nhân thực, tức là tế bào eukaryote đó, thì có nhiều cái điểm khởi đầu sao chép khác nhau. Tức là các bạn thấy như thế này, cái phân tử ADN của mình đó, nó rất là dài nha, nó rất là dài. Một cái phân tử ADN thì các bạn mình biết rồi, ở tế bào nhân thực, ví dụ như ở người mình đi, thì nó rất là nhỏ nha, nó rất là nhỏ, tại vì một tế bào của mình nó đã nhỏ rồi, nhân tế bào nó nằm trong tế bào nó còn nhỏ hơn nữa. Còn ADN là gì? ADN nó còn nằm bên trong nhân tế bào nữa, nó lại càng nhỏ hơn nữa, nó nhỏ xíu như vậy đó. Nhưng mà người ta ước tính đó, một cái sợi ADN này nè, người ta nếu mà kéo dài nó ra, kéo dài duỗi thẳng nó ra, thì nó dài khoảng gần tới 2 mét lận. 2 mét là rất là dài ha, nó gói gọn lại nằm trên trong nhân của tế bào thôi. Như vậy cái sợi này nó rất là dài, vậy để quá trình sao chép nó diễn ra nhanh chóng á, nó không thể nào sao chép từ đầu này tới cái đầu kia được, nó rất rất là tốn thời gian. Để tăng tốc độ quá trình sao chép lên thì sao? Thì nó sẽ diễn ra sao chép ở đồng thời ở nhiều chỗ, và mỗi một chỗ như vậy á có một cái điểm khởi đầu sao chép riêng, sao chép đồng thời ở nhiều chỗ, nhiều chỗ để tăng tốc độ quá trình sao chép. Chính vì vậy các bạn thấy á là ở tế bào nhân sơ, ở tế bào vi khuẩn á, thì cái quá trình sao chép ADN nó cũng theo nguyên tắc bán bảo tồn thôi, nhưng mà nó chỉ có một cái điểm khởi đầu sao chép, tại vì cái bộ gen của nó nhỏ, thì nó sao chép từ đầu này tới đầu kia là xong. Còn đối với tế bào nhân thực, ví dụ như người mình, bộ gen nó rất là lớn, rất là dài như vậy, thì để tốc độ sao chép nó nhanh á, nó mau chóng hoàn thành á, thì nó phải diễn ra ở nhiều chỗ đồng thời. Và cái bài này yêu cầu các bạn trình bày được cái quá trình sao chép ADN, thì chỉ cần yêu cầu các bạn là trình bày được một chỗ thôi, một chỗ cái quá trình nó diễn ra như thế nào thì các cái chỗ khác nó cũng diễn ra y chang như vậy, không có gì khác hết. Rồi mình đi vào cái quá trình sao chép ADN ha. Thì quá trình sao chép ADN được thực hiện rất nhanh và chính xác, chính xác là chính xác theo nguyên tắc bổ sung á. Rồi ADN có cấu trúc sắn kép, nó sẽ được tách ra làm khuôn để tổng hợp hai mạch mới. Có nhiều enzyme tham gia vào quá trình sao chép. Nhiều enzyme này thì thầy chỉ yêu cầu các bạn mình nhớ 8 thôi nha, 8 thôi chứ không cần nhiều đâu. Quá trình sao chép được bắt đầu từ một cái điểm,
Cái điểm đó mình gọi là điểm khởi đầu sao chép hay còn gọi là điểm khởi sự sao chép. Hay các bạn thường thường đọc tài liệu, các bạn thấy người ta viết tắt là cái điểm ORI á, ORI á ha. ORI là lấy ba cái chữ này nè, ba chữ đầu của này gọi là điểm khởi đầu sao chép. Rồi, ở tế bào prokaryote, tức là tế bào nhân sơ, chỉ có một điểm khởi đầu sao chép thôi, chỉ có một điểm khởi đầu sao chép. Tại vì cái bộ gen của nó nhỏ, bộ gen của nó nhỏ, nó ngắn thôi, do đó nó chỉ có một điểm khởi đầu sao chép. Nó sao chép từ đầu này tới đầu kia là xong. Cấu trúc ADN của nó thường là dạng vòng nè. Nó sao chép từ một điểm ha, từ đầu này tới cái đầu kia là xong. Còn đối với tế bào nhân thực, hồi nãy thầy nói rồi, do cái ADN cấu trúc của nó dạng mạch thẳng đó, mà nó rất là dài như vậy nữa, nếu mà nó sao chép từ đầu này tới đầu kia thì nó rất là tốn thời gian. Do đó nó phải diễn ra sao chép ở nhiều điểm khác nhau. Mỗi một điểm vậy mình gọi là một cái điểm khởi đầu sao chép. Và ở tế bào eukaryote, tế bào nhân thực đó các bạn, thì có hàng trăm cho tới hàng ngàn cái điểm khởi đầu sao chép như vậy. Và khi sao chép như vậy nè, nó sẽ tách ra, nó sao chép chỗ nào thì chỗ đó nó tách ra thôi nha, chứ không phải là hai sợi nó tách ra hoàn toàn từ đầu tới đuôi luôn nó mới bắt đầu sao chép, thì không phải. Nó sao chép chỗ nào nó tách đúng cái đoạn nó ra thôi. Và nó tách ra tạo thành cái bong bóng sao chép. Và có trên một cái đoạn ADN dài khoảng 2 mét như vậy đó, nó có tới hàng trăm cho tới hàng ngàn cái bong bóng sao chép như thế này. Rồi, mình sẽ bắt đầu đi qua cái phần quá trình sao chép nha các bạn. Vậy để hiểu được cái quá trình sao chép này nè, thì các bạn phải chịu khó ha. Chịu khó tưởng tượng trong đầu, hoặc là mình lấy tờ giấy ra, mình vẽ cái hình ADN ra. Cái chuỗi ADN gồm hai mạch như thế nào, sắn kép như thế nào đó, mình tưởng tượng ra như vậy đi. Rồi mình mới bắt đầu vào cái quá trình sao chép thì mình mới dễ hiểu được nha. Rồi trước khi vào quá trình á, thì nhắc đến cái đặc điểm, một số cái đặc điểm. Thứ nhất á, là ADN polymerase 3. Đây là tên của một loại enzyme, và các bạn nhớ cái này giúp thầy luôn đi. Đi thi thế nào thầy cũng hỏi cái chỗ này. Vai trò của từng enzyme á, từng enzyme tham gia vào quá trình sao chép là cái gì? Vậy thì cái đầu tiên các bạn phải nhớ là ADN polymerase 3 là cái enzyme chịu trách nhiệm chính trong quá trình sao chép ADN. Chịu trách nhiệm chính có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó sẽ lấy các nucleotide tự do có sẵn trong môi trường đó, nó sẽ gắn vào cái mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung. Thì chính enzyme này nó sẽ kiểm tra, chính enzyme ADN polymerase 3 này nè, nó sẽ kiểm tra xem có đúng nguyên tắc bổ sung hay chưa. Đúng rồi thì nó giữ lại chỗ đó, rồi bắt đầu nó lại đi tiếp và nó lấy nucleotide tự do tiếp theo, và nó xúc tác hình thành cái liên kết phosphodiester giữa các cái nucleotide trên cùng một mạch, cái mạch mới đó. Nó vừa kiểm tra cái tính bổ sung với mạch khuôn, vừa hình thành liên kết phosphodiester giữa cái nucleotide mới với cái nucleotide đằng trước, nó để nối dài cái mạch ADN mới này ra. Đó chính là cái vai trò chính của ADN polymerase 3 nha. Nhưng ADN polymerase 3 này nó có đặc điểm là gì? Nó không tự bắt đầu tổng hợp cái chuỗi polynucleotide, tức là cái mạch ADN đó, poly là nhiều thôi, nucleotide thôi. Nó không có tự bắt đầu từ cái tổng hợp được cái nucleotide đầu tiên, thứ hai, thứ ba được. Mà nếu mà có ai tổng hợp sẵn cho nó một đoạn ngắn rồi đó, thì nó sẽ đi tổng hợp tiếp từ nu thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, thứ mấy ngàn gì đó là nó tự làm được. Còn từ cái nu đầu tiên thì nó lại không làm được. Chính vì nó không làm được như vậy đó, thì cần phải có một cái người khác, một cái chất khác làm giùm nó. Và chính vì vậy mình cần phải học thêm một cái chất nữa, đó chính là ARN Remase. ARN Remase thì chính ARN Remase này nè, nó sẽ tổng hợp những cái nucleotide đầu tiên, một đoạn khoảng chừng vài nucleotide đầu tiên thôi, nó sẽ là cái đoạn đó gọi là cái đoạn mồi. Và khi có đoạn mồi rồi thì ADN polymerase 3 này nè, nó mới nối tiếp theo được. Rồi, và đặc điểm của ADN polymerase 3 này là cái gì nữa? Là nó chỉ có thể xúc tác cái liên kết phosphodiester vào cái chỗ 3 phẩy, vào cái đầu 3 phẩy thôi, cái đầu 3 phẩy. Còn cái nhóm OH tự do đó, cái phần cấu trúc các bạn lật lại xem nha. Có thể tạm dừng video để mà lật lại xem cấu trúc của ADN đầu 3 phẩy là gì, đầu 5 phẩy là gì. Thì đầu 3 phẩy còn nhóm OH tự do đó đó. Chính cái nhóm OH tự do này nè, thì ADN polymerase 3 nó mới tới, nó xúc tác hình thành liên kết phosphodiester với cái nucleotide mới được mang vào, với cái nhóm phosphate của cái nucleotide vừa được mang vào đó. Và chính vì vậy nó chỉ gắn được vào cái chiều này thôi, vì cấu trúc không gian của nó đó, chỉ gắn được vào cái đầu này thôi. Do đó cái quá trình kéo dài mạch mới, hay còn gọi là quá trình tổng hợp mạch mới đó, nó sẽ theo cái hướng là 5,3 phẩy. 5,3 phẩy các bạn nhớ này nha.
Rồi, nãy giờ mấy chất rồi? Hai chất rồi đúng không? ADN polymerase 3 với lại ADN trimer rồi. Cái chất thứ ba các bạn cần nhớ nữa là gì? ADN polymerase 1 sẽ cắt bỏ đoạn ARN mồi và thay vào đó là các nucleotide của ADN. Rồi, đoạn ARN mồi này là cái gì? Đoạn ARN mồi này chính là cái đoạn mồi do ARN trimer nó tổng hợp trước nè. Tại vì ADN polymerase 3 nó không tự tổng hợp những cái nucleotide đầu tiên được, nó phải nhờ ARN trimer tổng hợp cái đoạn mồi ngắn vài ba nu đó, vài ba nucleotide đó. Nhưng cái đoạn mồi ngắn này nó lại là các nucleotide của ARN. Bạn lưu ý nha. Cấu trúc của ARN là cái gì để bài sau thầy nói. Bây giờ các bạn phải nhớ trước cho thầy ha. Cái đoạn mồi trong cái quá trình sao chép ADN lại là cái nucleotide của ARN. Nucleotide của ARN nó khác với nucleotide của ADN nha các bạn. Nó khác như thế nào thì bài sau thầy nói. Và chính vì nó khác như vậy đó thì cần phải có một cái enzyme để mà cắt bỏ cái đoạn mồi này đi. Sau cái quá trình sao chép nó hoàn thành đó, nó cắt bỏ đi và thay thế lại bằng các cái nucleotide của ADN. Thì đó chính là vai trò của ADN polymerase 1. Cơ chế sao chép ADN thế này các bạn biết rồi, hồi phổ thông học hết rồi. Nucleotide gắn vào theo nguyên tắc bổ sung với các bazơ trên mạch khuôn. Nguyên tắc bổ sung là gì? Là A với T hai liên kết hydro, G với C bằng 3 liên kết hydro. Mạch ADN mới được kéo dài theo chiều 5' đến 3'. 5', 3' này các bạn thầy có nói rồi đó nha. Cái đầu 3', còn nhóm OH tự do thì cái nucleotide mới nó được mang tới gắn vào cái đầu 3' đó, làm cho nó dài ra dần theo hướng là 5' đến 3'. Rồi mấy cái hoạt hóa nhờ năng lượng gì đó thì thôi cái này các bạn đọc thêm thôi. Nhớ cái này, nhớ cái kết quả được rồi. Còn cái cơ chế giải thích vì sao đầu 3' thì khỏi cần nhớ cũng được. Ở đây ví dụ như đây là mạch khuôn, đây là mạch khuôn, đây là mạch mới được hình thành. Rồi nó coi mạch khuôn đây là gì? Mạch khuôn đây là T, thì nó sẽ lấy nucleotide A gắn vào. Rồi cái lại ARN polymerase 3 lại di chuyển tiếp, nó đọc tiếp coi đây là nucleotide G thì nó sẽ lấy C gắn vào đây và nó xúc tác hình thành liên kết phosphodiester chỗ này. Rồi nó lại đi tiếp xem đây là gì, đây là C. C thì nó lại lấy tiếp G tự do lấy gắn vào xúc tác hình thành liên kết phosphodiester chỗ này. Rồi nó lại đi tiếp, ở đây là nucleotide A. Nucleotide A. Vậy thì nó phải lấy T gắn vào. Khi nó lấy T gắn vào thì làm gì? Nó sẽ xúc tác hình thành liên kết phosphodiester giữa cái OH tự do ở đầu 3' của mạch đang tổng hợp nè với lại cái nhóm phosphat của nucleotide mới được gắn vào và nó xúc tác hình thành liên kết. Và cứ như vậy. Rồi đi cụ thể vào quá trình sao chép nha các bạn. Các bạn nào có thể thấy mà rối quá đó thì có thể tạm dừng video rồi xem lại slide ha. Xem lại cái đoạn trước để mình hiểu rồi sau đó mình qua cái quá trình này nó sẽ dễ hiểu hơn. Chứ cùng một lúc mà các bạn xem một cái clip mà dài như vậy đó thì có thể là các bạn sẽ theo không kịp. Rồi quá trình sao chép ADN là nó sẽ chia thành các giai đoạn sau. Thứ nhất đó, là giai đoạn khởi sự. Giai đoạn khởi sự hay gọi là giai đoạn khởi động á, thì cái quá trình gì diễn ra? Đầu tiên là cái sợi ADN của mình nó dài, nó sắn kép như vậy đó. Vậy thì nó sao chép là nó sao chép từ cái chỗ nào? Sao chép từ cái chỗ nào? Từ cái điểm ori đúng không? Vậy thì điểm ori do ai nhận biết? Thì đó chính là protein B. Như vậy đây là cái chất tiếp theo các bạn cần nhớ. Chính protein B này nó sẽ tới, nó dò ra cái điểm ori và nó tới, nó nhận diện, nó gắn vào cái điểm ori đó. Điểm ori tức là điểm khởi đầu sao chép đó. Rồi sau khi protein B nó tới, nó nhận diện được điểm khởi đầu sao chép gắn nó rồi thì nó sẽ thu hút enzyme ADN ghi ra tới làm gì? Nó sẽ tháo xoắn cái phân tử ADN này ra. Tại vì ADN của mình là ở dạng xoắn kép, nó cuộn lại mà. Thì để sao chép thì nó phải xoắn, nó duỗi thẳng ra. Thì duỗi thẳng ra là nhờ enzyme ghi ra. Sau khi duỗi thẳng ra rồi thì enzyme helica mới tới để cắt cái liên kết hydro giữa hai mạch để tách ra thành hai mạch đơn. ADN của mình là nó ở dạng xoắn kép mà đúng không? Giờ nó thẳng ra rồi, nó không còn xoắn nữa, nó thẳng ra rồi. Nhưng mà nó vẫn đang ở dạng sợi kép. Vậy sợi kép không thể sao chép được thì nó phải cắt ra thành hai sợi đơn. Cắt ra là cắt cái gì? Là cắt liên kết hydro giữa hai mạch đó, tách ra thành hai sợi đơn. Để chuẩn bị sao chép. Nhưng mà vấn đề là gì? Liên kết hydro các bạn biết rồi, đây là một cái liên kết yếu, nó dễ bị cắt đứt, nó cũng dễ hình thành. Do đó nếu mà enzyme helica này nó cắt ra rồi mà không có ai làm gì nó hết đó, thì để một thời gian
thì hai mạch này nó sẽ lại hình thành liên kết hydro và nó sẽ trở thành lại là cái sợi kép thôi, và quá trình sao chép không diễn ra được. Như vậy để sao chép diễn ra được, sau khi hai mạch nó đã được tách ra rồi, tách ra thành hai sợi đơn riêng lẻ rồi, thì các cái protein SSB nó sẽ tới nó gắn vào các cái sợi đơn riêng lẻ đó đó. Để làm cái gì? Để giữ cho hai cái sợi này nó ở trạng thái là tách nhau ra, và nó không có lai lại với nhau. Từ lai này là từ chuyên ngành nhé các bạn. Lai ở đây là cái gì? Là hai mạch này nó không có chập lại, nó không có gắn lại với nhau để trở thành là cái sợi kép đó. Thì từ lai này các bạn hiểu là gì? Là nó sẽ hình thành liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung giữa hai mạch, để nó biến từ hai cái mạch đơn thành một mạch kép. Thì đó chính là lai thôi. Như vậy, sau khi hai mạch được tách ra, nhờ các protein SSB nó tới nó gắn vào hai cái mạch đơn đó để giữ cho nó ổn định, nó không có lai lại với nhau. Xong các cái quá trình này ha, thì tức là xong cái giai đoạn khởi sự, giai đoạn khởi động. Vậy khởi động xong rồi, sẵn sàng hết rồi thì tiếp theo là gì? Giờ có sẵn cái mạch đơn, có sẵn mạch khuôn rồi đó, tiếp theo là gì các bạn? ADN polymerase 3 nó có tới nó tổng hợp cái mạch mới theo nguyên tắc bổ sung được chưa? Chưa nha, chưa. Tại vì hồi nãy mình nói rồi, ADN polymerase 3 đó nó không có tự tổng hợp cái nucleotide đầu tiên được, nó không có lấy nucleotide đầu tiên gắn vào được, nó phải có một cái đoạn mồi trước cần trước thì nó mới làm được. Như vậy sau khi cái quá trình khởi động diễn ra thì tới giai đoạn nó dài. ARN RIMA sẽ tổng hợp một đoạn ARN ngắn, mình còn gọi nó là đoạn mồi. Đoạn mồi khoảng chừng vài ba nu thôi chứ không cần nhiều. Bổ sung với cái mạch khuôn. Rồi sau khi có đoạn mồi ngắn rồi thì ADN polymerase 3 nó mới di chuyển dọc theo mạch khuôn từ đầu 3 phẩy đến 5 phẩy. Các bạn lưu ý nha, trắc nghiệm hay làm sai hay làm lộn ở chỗ này lắm nè. Để nối tiếp các nucleotide tạo nên mạch mới bổ sung theo hướng 5 phẩy đến 3 phẩy. Như vậy đề thi các bạn đọc kỹ nha. Cái quá trình tổng hợp ADN nó diễn ra theo cái chiều nào? Nếu mà người ta đang xét trên cái mạch khuôn á, mạch khuôn á thì các bạn nói nó là chiều từ 3 phẩy tới 5 phẩy. Còn nếu cái nói là cái mạch mới đang hình thành á, thì nó là theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy. Các bạn nhớ chỗ này nha. Rồi, mạch mới được tổng hợp theo hướng là 5 phẩy đến 3 phẩy trên một mạch khuôn. Thì cái quá trình này nè, thì nó sẽ tạo ra cái mạch gọi là mạch trước. Tuy nhiên, mạch khuôn thì các bạn nhớ nó có hai mạch khuôn đúng không? Mỗi một cái ADN mẹ nó sẽ tách ra thành hai sợi đơn, mỗi một cái sợi đơn nó sẽ là một cái khuôn để tổng hợp sợi mới đúng chưa? Vậy thì sẽ có một mạch nó đi một cách thuận lợi như vậy. Nhưng ở cái mạch còn lại, cái mạch khuôn còn lại đó, thì cái quá trình tổng hợp nó không có diễn ra như vậy, mà nó sẽ diễn ra một cách gián đoạn để tạo thành những cái đoạn Okazaki ngắn. Và những cái đoạn Okazaki ngắn này nè, nó sẽ được nối lại, thì cái sợi đó gọi là cái sợi sao. Cái này đọc chữ vậy có thể các bạn chưa hình dung được ha, thì cũng hơi khó hình dung ha, lát nữa thầy chiếu hình lên cho các bạn dễ thấy. Rồi, các enzyme tham gia vào quá trình sao chép này thì nhắc lại thôi. Enzyme helica để tách hai sợi ADN ra bằng cách là cắt đứt liên kết hydro để tách hai mạch ra. Rồi protein SSB nó sẽ gắn vào từng mạch đơn này nè, tránh cho hai mạch đơn này nó nối lại, nó hình thành liên kết lại với nhau, hình thành liên kết hydro lại với nhau đó, tức là lai lại với nhau. Rồi enzyme RIMA tổng hợp một đoạn mồi ngắn. DNA polymerase 3 sẽ nối các cái nucleotide tạo thành mạch mới. Rồi ADN polymerase 1 để làm gì? Cắt bỏ cái đoạn mồi ARN và thay thế nó là các cái nucleotide của ADN. Và cuối cùng cái đoạn Okazaki, những cái đoạn Okazaki hồi nãy thầy nói đó, do tổng hợp không liên tục đó, sẽ được nối lại nhờ enzyme nối ligase. Rồi, đây là tổng quan lại cái quá trình sao chép ADN nha. Giờ các bạn chịu khó nhìn hình dưới đây thầy nói lại một lần, có hình sẽ dễ hiểu hơn xíu nè. Đầu tiên á là protein B thì nó sẽ nhận diện cái điểm khởi đầu sao chép. Nhận diện để điểm khởi đầu sao chép rồi làm cái gì nữa? Nhận diện điểm khởi đầu sao chép, ví dụ như là chỗ này đi, sẽ gắn vào chỗ này và nó sẽ thu hút ADN ghi ra tới. Nó sẽ làm cho cái ADN mình nó không có còn sắn nữa và nó thẳng ra. Sau khi thẳng ra rồi thì cái enzyme helica nó sẽ tới cắt đứt liên kết hydro để tách hai mạch này ra và giữ cho hai mạch này ổn định là nhờ các cái protein SSB làm cho nó không có lai lại với nhau, thì sẽ được cái hình này.
Rồi sau đó cái đoạn đỏ đỏ nha nè, cái đoạn đỏ đỏ này chính là cái đoạn mồi đó. Thì ARN RIMA sẽ tới tổng hợp một cái đoạn mồi ngắn như thế này. Tổng hợp cái đoạn mồi ngắn. Đó, cái đoạn đỏ đỏ này nè. Sẽ tổng hợp cái đoạn mồi ngắn. Rồi làm gì nữa? Rồi sau đó ADN polymerase 3 nó mới tổng hợp tiếp theo. Và cái chiều tổng hợp này nè, đó chính là cái chiều 5,37 xét trên mạch mới. Còn nếu xét trên cái mạch khuôn, cái màu xanh đậm đó, nó chính là cái chiều 3,57. Nhưng cái mạch bên dưới á, cái mạch bên dưới thì nó không có tổng hợp một cách liên tục như vậy được nha các bạn. Cái mạch bên trên nè thì nó cứ tổng hợp rồi cái ADN này nè nó sẽ được tách ra. Nó tách ra tới đâu á thì cái mạch này nó lại tổng hợp tiếp tục tới đó thôi. Nhưng cái mạch bên dưới này nè thì nó không có tổng hợp liên tục được như vậy. Cái này nó tách ra tới đâu á thì cái ARN RIMA. Đó, ARN RIMA nó tới tổng hợp 1 2 3 nucleotide cái đoạn mồi ngắn, rồi sau đó ADN polymerase 3 nó mới lấy cái nu tiếp theo để nó gắn vào cho nối dài cái mạch theo cái chiều này. Rồi trong quá trình nó nối dài cái mạch theo chiều này vậy nè, cái phân tử ADN của mình nó lại tách ra thêm được một khúc nữa. Tách ra thêm được một khúc nữa thì sao? Thì ARN RIMA nó lại tới tổng hợp cái đoạn mồi. Rồi nó lại ADN polymerase 3 lại tổng hợp các nu tiếp theo. Rồi trong quá trình tổng hợp tiếp theo vậy nè, thì cái ADN, phân tử ADN lớn mình này nè, nó lại tách ra thêm được khúc nữa. Vậy tách ra thêm được khúc nữa thì sao? Thì lại được tổng hợp đoạn mồi, rồi lại tổng hợp các cái nu tiếp theo. Rồi trong cái lúc tổng hợp như vậy thì sao? Thì ADN mình lại tách ra thêm được khúc nữa. Vậy thì lại gắn cái đoạn mồi. Đó, rồi lại tổng hợp các cái nu tiếp theo. Chính vì vậy nè, cái quá trình tổng hợp ở cái mạch dưới đây nó không có được liên tục như là cái mạch ở trên đây được. Cái mạch ở trên đây được. Do đó đó, nó không liên tục, nó tạo ra những cái đoạn ngắn, những cái đoạn ADN ngắn ngắn bên nè, gọi là cái đoạn Okazaki. Rồi sau đó ADN polymerase 1 nó mới cắt, nó tới nó cắt những cái mồi này ra, cắt cái mồi này ra thay vào các cái nucleotide của ADN. Rồi và cuối cái quá trình là cái gì, là ADN ligase. Ligase là từ này các bạn, ligase. Nó sẽ nối những cái đoạn Okazaki này lại để trở thành một cái phân tử hoàn chỉnh. Rồi, cơ chế sao chép này các bạn chịu khó đọc thêm nha. Trên một mạch khuôn ha, từ đầu 3 phẩy đây các bạn thấy là ta ghi gì đây, là mạch khuôn nha. ADN mới nó sẽ được tổng hợp liên tục tạo nên mạch trước và chỉ cần một đoạn mồi duy nhất. Còn trên mạch khuôn kia, mình có hai mạch khuôn luôn mà, thì mạch khuôn kia mạch ADN mới hay được gọi là mạch sau đó, nó sẽ mạch sau hay gọi là mạch chậm á, sẽ được tổng hợp cũng là theo chiều 5,37 thôi. Cũng phải theo chiều 5,37 tại vì ADN polymerase 3 của mình á, nó chỉ gắn được cái nu mới theo cái đúng cái chỗ 3 OH tự do thôi. Cho đó đó cái mạch mới chỉ luôn được tổng hợp theo chiều là 5,37 thôi. Và chính vì vậy đó nó sẽ là được tổng hợp một cách là gián đoạn, không có liên tiếp, nó tạo ra những cái đoạn Okazaki. Và những cái đoạn Okazaki này sẽ được hàn lại với nhau, được gắn lại với nhau nhờ enzyme ligase. Rồi, quá trình ha, quá trình các bạn thấy nè, hai mạch này tách ra, cái mạch khuôn ở trên đây có chiều 3,5 nè, đó, rồi, đoạn mồi nó sẽ được tổng hợp, rồi, cái mạch mới đương nhiên hình thành là theo chiều 5,37 nha các bạn, cái mạch bên dưới cũng vậy, mạch bên dưới thì sao, mạch bên dưới là cái chiều ngược với cái mạch bên trên đúng chưa, vậy thì cái chiều nó sẽ là 3,57, vậy thì quá trình tổng hợp nó sẽ theo cái chiều này, đó, sẽ theo cái chiều này. Rồi mạch mới hình thành theo chiều 5,37. Rồi tiếp theo là gì? Cái này nó hai mạch ADN ha, nó sẽ được tách ra tới đâu thì cái mạch này nè nó lại được tổng hợp dần dần tới đó. Cái mạch bên dưới này nè nó sẽ là tổng hợp dần dần tới đây. Rồi cái mạch này nó được tách ra thêm được khúc nữa nè, các bạn thấy không? Đó, nó tách ra thêm được khúc nữa nè. Thì nó lại tổng hợp một cái đoạn mồi ngắn, rồi nó lại gắn cái nu tiếp theo. Đó. Quá trình nó cứ diễn ra như vậy nha. Đó. Và kết quả là gì? Ở đây, cái mạch bên trên này nó sẽ được tổng hợp liên tiếp. Cái mạch ADN chính đây nè, cái mạch ADN mẹ nè, nó được tách ra tới đâu thì cái mạch này nó cứ được nối dài tới đó thôi, một cách liên tục. Nhưng mà cái mạch bên dưới nó không có liên tục được nha. Ban đầu mới tách ra tới đây thì nó bắt đầu tổng hợp từ đây qua đây. Rồi trong lúc tổng hợp từ đây qua đây, ADN mẹ lại được tách thêm bước khúc nữa, tách được tới đây đi.
thì nó lại tổng hợp từ đây tới đây. Rồi ADN mẹ lại được tách ra thêm khúc nữa hay sao, thì nó lại tổng hợp thêm khúc nữa. Đó, quá trình nó cứ gián đoạn, cứ gián đoạn, cứ gián đoạn như vậy, nó tạo thành những cái đoạn Okazaki, những cái đoạn Okazaki. Rồi sau cái quá trình đó thì cái enzyme polymerase 1 nó sẽ tới, nó cắt bỏ đoạn mồi lên, cắt bỏ cái đoạn mồi đi. Thì ở cái mạch trước này nè, mạch trước này nó chỉ có một cái đoạn mồi thôi, cắt bỏ và thay thế vào cái nucleotide của ADN. Bên dưới này thì có nhiều cái đoạn mồi hơn, thì phải làm nhiều lần hơn. Và cuối cùng là ligase. Ligase là cái cục hình chữ nhật màu xanh này nè, nó sẽ xúc tác để mà nối lại, hàng lại cái chỗ này, hàng lại cái đoạn Okazaki, trở thành một cái mạch liên tục và hoàn chỉnh. Đây là tóm lại cái quá trình sao chép ADN. Rồi mình còn một phần cuối nữa thôi, tức là quá trình sửa sai trong sao chép. Sửa sai trong sao chép á, thì bạn biết rồi, cái quá trình sao chép của ADN này nè, nó phải diễn ra nhanh chóng và chính xác, cái này là hiển nhiên rồi. Nếu mà không chính xác á, thì nó sẽ dẫn đến đột biến đó các bạn. Cái nucleotide vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai gì đó, nó phải là A, nó phải là T, nhưng mà vì cái lý do nào đó mà cái sao chép này nè nó bị sai đi, nó không phải là A, không phải là T nữa, mà nó đổi thành G, nó đổi thành C gì đó, thì nó sẽ dẫn đến sai sót trong quá trình sao chép. Và khi sai sót như vậy nó sẽ dẫn đến đột biến. Mà các bạn biết á, đột biến gen, đột biến ADN đó, thì nó làm sao, nó hầu hết đều có hại hết, hiếm khi có cái đột biến nào mà nó lại có lợi. Hiếm thôi chứ không phải là không có, nhưng mà các bạn biết là cái việc đột biến đó, đa số đều có hại. Thì tới cái bài thứ 5 á, sẽ là cái bài đột biến gen, đó thầy sẽ nói kỹ cho các bạn hơn. Vậy thì hạn chế cái quá trình sai sót này nè, thì trong quá trình sao chép á, thì cơ thể mình có nhiều cái cơ chế để mà hạn chế cái sự sai sót. Rồi về cái việc sai sót á, thì sai sót này là do đâu? Thứ nhất á, là do ADN polymerase 3 này nè, nó gắn sai. Tức là sao, nó đọc ở đây á, cái nu ở trên mạch khuôn ví dụ là A đi, đáng lẽ nó phải lấy T để nó gắn vào, nhưng mà nó vì lý do nào đó không biết, tự nhiên nó lấy lộn C nó gắn vào, lộn C gắn vào, nó bị sai. Và cái tần suất bị sai sai số của nó là 10 mũ trừ 4. 10 mũ trừ 4 có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là 10.000 nu, nó cứ gắn 10.000 nu thì nó sẽ có một nu bị gắn sai. Đó chính là tần suất sai số của cái ADN polymerase 3. Tuy nhiên ADN polymerase 3 nó có đặc điểm là gì? Nó có đặc điểm là có khả năng nhận biết sai lầm, và nó tức thời nó sửa chữa sai lầm của nó. Đây là A, đáng lẽ phải lấy T gắn vào đúng không, mà giờ lấy lộn C nó gắn vào, thì nó sẽ phát hiện A gắn sai rồi, nó sẽ ngay lập tức cắt bỏ cái nu C sai đó ra, và nó sẽ lấy cái nu T đó nó sửa lại, gắn lại cho đúng. Do đó nhờ cái hoạt tính sửa sai như vậy đó, thì cái tần suất sai sót tổng cộng luôn nó sẽ giảm xuống rất là nhiều, còn khoảng 10 mũ trừ 8 thôi. 10 mũ trừ 8 tức là vẫn có sai sót, nhưng mà cái tỷ số nó rất là nhỏ. 10 mũ trừ 8 tức là bao nhiêu nu mới sai một nu các bạn? 100 triệu đúng không? 100 triệu nu thì nó mới bị sai một nu. Rồi cái đó là sửa sai trong quá trình sao chép nha. Tuy nhiên trong cơ thể của mình đó là còn có những cái quá trình cái cơ chế sửa sai khi mà không có sao chép nữa, tức là có những cái chất, những cái enzyme, những cái protein trong cơ thể của mình được tiết ra để đi dò xem cái cấu trúc ADN của mình nó có sai chỗ nào hay không. Nếu sai thì nó lại tiếp tục nó sửa. Nói chung là hạn chế đột biến càng nhiều càng tốt. Nói chung đột biến là điều có hại, mà có hại như vậy đó thì cơ thể cũng có nhiều cái cách để chống lại những cái đột biến đó. Có nhiều cơ chế lắm ha, thì này các bạn đọc thêm thôi. Tới cái bài đột biến thì thầy sẽ nói kỹ hơn. Đột biến thì nó sẽ gây ra lỗi, vì cơ thể mình có cái cách nào để sửa lỗi hay không. Còn tới bài đột biến thầy sẽ nói kỹ hơn. Rồi, còn một phần nhỏ nữa thôi. Đó là thầy muốn giúp các bạn phân biệt được ba cái khái niệm, đó là ADN là cái gì, rồi gen là cái gì, rồi cái nhiễm sắc thể là cái gì. Như vậy nãy giờ mình đã học rất là nhiều về cấu trúc của ADN rồi, vì sao chép ADN rồi, thì các bạn biết ADN nó là cái gì rồi đúng không? Vậy thì làm sao phân biệt nó với gen là cái gì, còn nhiễm sắc thể là cái gì các bạn? Như vậy các bạn cần phải biết ha, ba cái này thật ra nói nó là một thì cũng đúng thôi, nói nó là một thì cũng đúng. Tại vì gen nó cũng là ADN thôi, mà
nhiễm sắc thể thì cấu tạo của nó cũng cũng chủ yếu là ADN thôi. Như vậy nó khác nhau như thế nào? ADN của mình đó là được cấu tạo bởi bốn loại nucleotide là A là T là G là C, rồi nó gồm hai mạch sắn kép liên kết với nhau bằng liên kết hydro gì đó. Nãy giờ thầy nói nhiều rồi ha. Vậy thì gen là cái gì các bạn? Gen là một đoạn ở trên phân tử ADN. Gen là một đoạn phân tử ADN. Được chưa? Như vậy gen cũng là ADN thôi, nhưng mà đoạn này có đặc điểm gì? Đoạn này nó có đặc điểm là nó mã hóa cho một phân tử protein nào đó thì gọi nó là gen. Thầy nhắc lại, gen là một đoạn của phân tử ADN, nó mã hóa cho một cái protein nào đó. Rồi vậy thì nhiễm sắc thể là cái gì? Nhiễm sắc thể á, thì các bạn biết rồi, ADN của mình nếu là một cái chuỗi dài, nó dài như sợi chỉ, nó có tới 2 mét lận, nó phải gói gọn lại bên trong tế bào, bên trong nhân tế bào nữa, nó rất là nhỏ bé như vậy. Được chưa? Như vậy nếu mà các bạn lấy một sợi chỉ, các bạn dò cho nó gọn lại, cho nó nhỏ lại á, thì nó sẽ rất là rối. Không, nó rối, khi cần sao chép á, nó cần phải tháo sắn, nó phải tách hai mạch ra thì nó sẽ rối tung lên hết, không thể sao chép được. Như vậy ADN của mình nó sẽ nằm gọn trong nhân như thế nào? Nó sẽ cuộn lại xung quanh các cái phân tử protein histone, giống như là các bạn cuộn cái cuộn chỉ lại vậy thôi. Nên nó sẽ nằm gọn lại như vậy, thì đó nó chính là nhiễm sắc thể. Như vậy nhiễm sắc thể cấu tạo của nó cũng là ADN, nhưng mà nó nằm gọn lại thôi, nên nó cuộn xung quanh các cái phân tử protein histone để nó hình thành một cái hình dạng có thể là XXY gì đó ha, các bạn mình đã học rồi đó. Thì đó chính là nhiễm sắc thể. Rồi vậy thì bài hôm nay là xong ha, chào các bạn.